Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Manhedro Game. Ok, và đây là video về sự kiện mà thủ thành, sự kiện mới và lối chơi nó cũng mới các bạn. Màn 2 tín hiệu khối tiền đồ. Chứ còn cái màn 1 á thì vô á là nó chỉ cho mình chơi rồi. Nói chung là màn 1 nó dễ lắm. Còn cái màn 2 này á, thì chúng ta sẽ chủ yếu là ăn cái fit. Mấy cái kia thì dễ rồi. Chủ yếu là fit dam là 20 phần 20 tên bị chết bị fit dam á bạn. Thì các bạn chừa lại mấy cái lửa là chúng ta sẽ chờ cái đợt quân cuối cùng á, nó ra nhiều quá thì chúng ta chơi. Rồi ở trong đây thì cũng có khá nhiều con fit. Ben nè. Rồi Beauty nè. Joshua cũng fit đồ này kia các kiểu. Ở nơi đúng ra thì chúng ta nên lấy thêm một con Loli để mà bắn xa. Rồi những cái tháp pháo thì sẽ dựng hai bên thôi, mỗi bên hai cái. Rồi chờ, nói chung cái màn này thì nó cũng đơn giản. Cũng không có gì cả. Để bên cái tháp pháo. Nó vô tường thì kệ đó các bạn. Đó. Ăn fit 3 con rồi. Cái đó là cái bẫy đầu tiên mà nó cho mình coi á, là lúc nãy sắp con Loli nó hơi bậy quá ha các bạn ha. Nhưng mà không sao. Đó, ok. Cái bẫy đầu tiên nó cho mình coi là fit được 3 con. Nội dung thì chúng ta chỉ còn fit được thêm 17 con nữa là ok. Thì những cái màn những cái màn đầu, những cái đợt quân đầu như thế này á thì nó cũng khá là dễ, nó ít lính lắm bạn. Có đợt tới đợt thứ tư á thì chúng ta sẽ cần để lại những cái bẫy đó để chúng ta tiêu diệt ở cái đợt thứ tư cho nó gọn. Cho bay tới quýnh luôn các bạn. Đợt thứ hai còn một hiệp, ok, tới đợt thứ hai rồi. Tới đợt thứ hai rồi thì nó sẽ đem mấy con chúng ta về lại thành chính. Mà nhớ sắp nha các bạn. Cái đánh này nó có fit dam. Nâng mát lên nó đánh fit dam cũng vui lắm bạn. Nhưng mà man đặt ở chỗ đó nhớ nó bị xe sai hay sao á. Xe sai hay sao. Cái đó là đồng hồ. Đồng hồ thì cũng không chơi gì lắm. Ok, mấy cái fit này. Con trăng đỏ chơi AOE nên lấy bên đây lấy Beauty. Ok, hai cánh các bạn. Mấy cái màn này nó dễ lắm. Mà thường á là nếu mà có công trình á thì mấy con lính nó sẽ đánh công trình, nó không đánh vào tướng các bạn đâu. Ít khi nào đánh vào tướng lắm, nó chủ yếu là nó vớt công trình các bạn trước. Đây mới đợt thứ hai à, còn hai đợt nữa. Đợt này thì cũng nhẹ, không có gì cả. Đợt này có mấy con kiếm. Mỗi bên đặt hai trụ pháo là được rồi các bạn. Một trụ pháo đánh giảm lực di chuyển là trụ AOE băng á, còn một trụ lại là trụ đánh đơn. Trụ đánh đơn các bạn nên nâng lên maximum, với lại là cái nhà mà quánh fit dam á thì khi chúng ta quánh nó sẽ fit dam đó, fit
Fit thêm cái nữa chứ. Cắt. Đã. Ok, chơi sát thương cố định. Nãy giờ cũng được 5 em rồi. 5 em bị chết bằng sát thương cố định rồi. Giờ man cũng nói chung là chừa lại cái 7 lửa để mà khi mà ra cái đợt quân số 4 á thì lúc đó mình đặt cho nó một hai cái bẫy cái mình kết thúc chiến sự luôn. Chứ còn đặt những cái bẫy ở đầu tiên vậy á thì đến lúc mà nó ra cái đội quân nhiều á thì chúng ta lại không có bẫy đi chơi, thì cái bẫy nó chỉ có giới hạn là được đặt 3 cái các bạn, được đặt chơi 3 lần nên là chừa lại, còn đây thì cứ câu kéo thôi. Ok, đợt quân thứ ba thì nhiều hơn tí. Nói chung là đợt quân này á nó sẽ có con chim, con chim thì nó bay thẳng vô nhà chính luôn. Nó bay vượt tường các bạn, nó vô thẳng nhà, nó đánh nhà. Mình để hai cái nhà fit. Khi mà chúng ta ở trong cái phạm vi của cái nhà đó đó, khoảng 3 4 ô gì đó, là khi mà đánh thì sẽ fit đam, fit cũng đau lắm các bạn. Rồi tăng công trí lên đã. Đây đây coi, có bây giờ thì man chơi cái gai giảm cái lực di chuyển của nó lại. Còn riêng về 3 cái lửa thì mình sẽ đợi tới cái đợt đợt quân thứ tư. Bên đây man rải vào thêm đóng gai nữa, bên kia man để đóng gai, bên đây đóng gai, là 2 đóng gai 2 bên. Thì khi mà vô gai này á là nó bị giảm lực di chuyển, với lại là nó bị mất mất máu cố định. Ok. Rồi vô thôi. Ở bên đây mình đặt 3 trụ luôn nhỉ, bên kia có 2 trụ à. Tại bên kia mình để chơi con BT này ngon nè, khi mà cái gì tường thành mình bị quánh á, bạn bị công kích á thì nó sẽ fit đó, fit mất 1 khúc. Ok, dính hết rồi. Ăn thêm AOE nữa. Lực di chuyển được cộng dồn nha. Được giảm lực di chuyển được cộng dồn.
mấy cái tường mà bị cháy cháy các bạn, là mình vẫn sửa được á, sửa tường được, nhưng mà sửa thì mất công lắm. Hậu vệ này á, là nó không hậu vệ cho công trình, nó chỉ hậu vệ cho nhân vật thôi, để mình dẹp một bên xong cái mình qua bên kia mình dẹp cái bên còn lại. Ở bên kia mình beauty nó chơi không được rồi. Đó, con chim nó vô rồi kìa. Nhưng mà nó cũng chết rồi. Ở bên phải là một mình beauty là cân hết cả đám kia rồi. Fit 14 15 con các bạn. Fit 12 con. Ok, dọn dẹp xong cái đợt thứ ba rồi. Tường thành cháy rất là nhiều. Nhưng mà không sao. Chúng ta còn sửa được. Đấy. Đây, cái đợt đợt thứ tư. Để mình sửa lại mấy cái này đã. Với lại năng lượng mana còn rất là nhiều mà, tới 7k rồi. Ok, đặt cho nó một cái thiết bị gây nổ. Hai cái hai bên. Bên kia làm thêm một cái. Nó nổ trong phạm vi là hai vòng thì phải. Hai vòng. Ok, cho thêm cái nổ. Rồi, thêm hai con lính nữa. Lần này nổ mấy trái 7, nổ mấy cái 7 là đủ cái lượt fit luôn các bạn. Nên mình cũng không còn quan tâm tới cái chuyện mà 20 cái lượt sát thương cố định đâu. Bởi vì 20 lượt sát thương cố định đó, thì ở trong cái hiệp này là nó làm cho mình là mười mấy lượt rồi. Ở đâu ra mười mấy lượt ta? Đủ mười mấy con không? 2 này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mỗi bên 8 8 16, 16 là cho 10 đi. 10 bị fit 10 đi. Thì mấy lúc kia là mình cũng fit hết 3 rồi, mới vô là 3 rồi, là 13 rồi. Con người ma này này thì
bảy nổ nó không gây được nhiều đam các bạn. Mấy con kia thì chết, còn con người ma đó thì còn sống. Đó, vô 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 dính bơm hết. Nó cái bảy nổ nó nổ trong một vòng các bạn. Này đợt thứ tư nên mấy con lính này nó cũng có một cái xíu gọi là chút xíu máu, nó hơi trâu trâu một tí xíu. Man được 19 cái fit rồi thì chỉ cần fit thêm một cái nữa là ok. Fit phải không chết đứa nào hết. Rồi chắc chắc đủ fit rồi các bạn. Tuần sau nó quýnh vô cái là nó fit, với lại nó di chuyển nó cũng fit. Thế lại bên đây man cũng làm cho máu có mấy con này nó yếu một tí rồi. Nó rờ vô cái beauty nó fit fit fit. Fit. Ok, để loli bên đây cho nó quýnh cái đám bên kia. Rồi đủ 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 sát thương có định là đủ rồi bạn, như là còn mấy cái kia là xong rồi, rồi tiêu giờ nữa là tiêu diệt tất cả lính địch thôi. Con người ma này nó trâu nhỉ. Ok, đòn nữa xong. Ok, chỉ còn con lính ma bên kia nữa thôi các bạn. Nhảy nhảy qua luôn. Chứ tóc chân nó ngắn quá, và cũng là cái hiệp cuối cùng luôn. Ở hiệp này thì Loli bắn một cái rồi con Iwi con Liwin nó quýnh một cái nữa ngon. Rồi xong các bạn. Ok, Man Ro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chúc bạn ngày chơi game vui vẻ.